Quốc Hưng và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới, thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát Thanh truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Một gương sáng quanh ta, một điểm báo và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích trồng nho lên khoảng 1.770 ha, sản lượng đạt 44,16 tấn. Trong đó, diện tích nho sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global Gap, hữu cơ đạt 1.070 ha với sản lượng khoảng 27,9 nghìn tấn. Để đạt các mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nho phù hợp với thực tế về đất đai và khu vực trồng, đảm bảo khai thác tốt tiềm năng của những vùng đất thích hợp với cây nho. Các viện, cơ quan, trung tâm giống cây trồng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất nho theo hướng an toàn, chất lượng, gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn trồng nho theo hướng VietGAP, hữu cơ sinh học, phòng trừ dịch hại tổng hợp để nhân rộng sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh huy động các nguồn lực, dự án hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho người trồng nho liên kết với các doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, sản xuất các sản phẩm mới chế biến từ quả nho tươi. Tiếp tục phát triển chỉ dẫn địa lý nho Ninh Thuận, dán tem truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu. Tăng cường hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm nho tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các triển lãm, hội chợ kết nối thị trường. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Đắk Nông xác định duy trì cà phê với diện tích 134.000 ha với các vùng trồng tập trung ở Đắk Min, Đắk Sông, Đắk Sơ Lắp, Tùy Đức, Đắk Cờ Long và Cơ Rồng Nô. Hiện Đắk Nông có khoảng 90% diện tích cà phê cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt hơn 2,73 tấn trên 1 hectare. Để nâng cao giá trị sản xuất ngành cà phê, tỉnh Đắk Nông tập trung hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao, số lượng lớn, đồng thời khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất sang các tiêu chuẩn sạch như GAP, UTZ, 4C để sản phẩm cà phê hướng đến xuất khẩu ở các thị trường quốc tế. Sản phẩm cà phê của Đắk Nông đã được xuất khẩu đến 20 nước trên thế giới, nhưng chủ yếu qua khâu trung gian. Bên cạnh đó, Đắk Nông tăng cường hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ người dân phát triển chế biến cà phê, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, xu hướng của nông dân tỉnh Đắk Nông là hình thành các vùng sản xuất cà phê đặc sản, đầu tư công nghệ chế biến cà phê tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Thưởng thức cà phê đã trở thành nét văn hóa của nhiều thế hệ, nhiều vùng miền khác nhau. Với lợi thế về vùng canh tác chế biến cà phê nổi tiếng, Lâm Đồng đã gắn những sản phẩm cà phê với các hoạt động du lịch và đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách, đồng thời qua đó quảng bá nâng cao giá trị cà phê Lâm Đồng. Hiện nay, Lâm Đồng là tỉnh đứng thứ hai cả nước về diện tích cà phê với hơn 153.000 hectare, nhưng lại dẫn đầu cả nước về sản lượng với hơn 500.000 tấn trên một năm. Trong đó, Lâm Đồng có hơn 300 hectare cà phê đặc sản, nhất là cà phê Arabica, chỉ canh tác được ở một số vùng đặc thù như Xuân Trường, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt và xã Đạ Sa, xã Lát, huyện Lạc Dương. Ngoài việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong canh tác chế biến nhằm nâng cao năng suất chất lượng cà phê, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức các cuộc thi, các chương trình quảng bá, giới thiệu cà phê và các nông sản khác đến tay người tiêu dùng, và mở ra các cơ hội xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Trong xu thế mới, Lâm Đồng đang phát triển nhiều mô hình du lịch canh nông. Theo đó, gắn du lịch trải nghiệm với phương thức nông sản tại vườn và gắn cà phê nói riêng, các nông sản khác nói chung vào các hoạt động du lịch cũng là giải pháp nâng cao giá trị thu nhập trên nông sản địa phương. Phát huy thế mạnh nông sản tại địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang nỗ lực xúc tiến thương mại, phát triển việc tiêu thụ tại thị trường nước ngoài. Việc đưa nông sản hội nhập sẽ góp phần xây dựng thương hiệu quảng bá đặc sản của Khánh Hòa đến với các khách hàng quốc tế, từ đó mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng chủ lực trong tỉnh trong thời gian tới. Với những điều kiện tự nhiên thuận lợi, Khánh Hòa đã và đang thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. nhằm mục tiêu tăng cường các hoạt động liên kết, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa với các nước. Bên cạnh việc phát huy những lợi thế sẵn có, tỉnh đã chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Thông qua việc hỗ trợ, các đơn vị xuất nhập khẩu thực thi các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hỗ trợ các vùng sản xuất doanh nghiệp đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu như thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu. Với định hướng đưa nông sản địa phương hội nhập quốc tế, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6 đến 7% một năm, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu đối với các sản phẩm OCOP đạt 4-5 sao, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông sản được cấp mã số vùng trồng sang thị trường các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và khu vực ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận có nhiều đặc sản mang đậm phong vị riêng như dê, cừu, dông cát, gà vườn, măng tây xanh, hải sản, v.v. và có thể kết hợp với những loại gia vị được làm ra trên chính vùng đất nắng gió này như hành, tỏi, nước mắm để chế biến thành những món ăn ngon, hấp dẫn và giàu dinh dưỡng. Từ nguyên liệu sẵn có cộng với sự sáng tạo của người đầu bếp đã góp phần tạo nét văn hóa ẩm thực độc đáo thu hút du khách gần xa khi đến với Ninh Thuận. Trong rất nhiều món ăn ngon nức tiếng ở Ninh Thuận, món thịt dê được nhiều người biết đến với vị ngọt thơm hấp dẫn. Dê Ninh Thuận chủ yếu được chăn thả tự nhiên nên thịt ít mỡ, nhiều nạc và có thể chế biến được nhiều món ngon như dê quay, nướng, xào, sả ớt, lẩu, cà ri. Tại địa phương Ninh Thuận mình thì có một cây gọi là cây lá xào rông. Cái lá xào rông nó tượng trưng cho những cái món ăn của dê rất là đặc biệt mà thơm, ngon, mùi vị tinh túy, hấp dẫn. Ninh Thuận có đủ các nguyên liệu và yếu tố để tạo ra những món ăn ngon, điều còn lại là sức sáng tạo của người đầu bếp. Tại cuộc thi, đầu bếp ngôi sao tài năng Ninh Thuận do Chi hội đầu bếp Ninh Thuận thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức với chủ đề các món ăn ngon từ gà. Nhiều đầu bếp đã mang đến hội thi những món ăn đặc sắc khi kết hợp thịt gà với những nguyên liệu đặc trưng của Ninh Thuận như măng tây, hành, tỏi, nho, xương rồng, lá xào dông và các loại rau củ quả Ninh Thuận, đã thể hiện sự sáng tạo tinh tế của người đầu bếp qua từng món ăn. Một cái món ăn quen thuộc của Ninh Thuận mình thì em sẽ kết hợp giữa gà Mỹ và gà tím, và em dùng măng tây và măng cụt, em làm lên một cái sốt gọi là cho một cái hương vị đặc trưng thêm. Với những chuyên gia ẩm thực, Ninh Thuận là vùng đất màu mỡ của sự sáng tạo. Ở đó có những món ngon tạo ra nét văn hóa ẩm thực độc đáo từ bình dân cho đến cao cấp. Cái lá xào dông là đặc thù, măng tây Ninh Thuận là đặc thù, thêm nữa là cái nho cũng là đặc thù. Rất là nhiều cái hương vị gia vị mà các đầu bếp có thể lấy cảm hứng từ các gia vị này, thêm vào nữa cái nguồn nguyên liệu rất là dồi dào. Hải sản này đã rất là dồi dào rồi. Cừu và dê Ninh Thuận là đặc sản, thêm tỏi, hành và hào đầm nại nữa thì Ninh Thuận là quá lý tưởng cho tất cả các đầu bếp và tất cả các cuộc thi cũng như là những cái lễ hội liên quan tới ẩm thực. Từ lâu, Ninh Thuận đã được biết đến với những món ăn bình dân như bánh căn, bánh xèo, bánh canh chả cá và nhiều loại hải sản ngon rẻ. Hiện nay với sự ra đời của những khu ẩm thực, tuyến phố ẩm thực, nhiều món ăn như dê cừu, cơm gà phan rang cũng đến gần hơn với thực khách. Nguồn nguyên liệu tươi ngon đa dạng sẵn có tại địa phương, cùng với sự sáng tạo của người đầu bếp, góp phần làm phong phú thêm nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Ninh Thuận. Và đây cũng là một điểm nhấn khó quên của du khách gần xa khi đến Ninh Thuận. Bản tin tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 2 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 9 cơ sở khác có tham gia giáo dục nghề nghiệp. Có 1 trường cao đẳng nghề chất lượng cao và 1 trường cao đẳng y tế, quy mô đào tạo trên 9.000 người một năm. Giải pháp được tỉnh Ninh Thuận tập trung triển khai là tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ưu tiên nguồn lực tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Ưu tiên nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4 và các nước phát triển trong nhóm G20. Có hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển, bố trí quỹ đất để phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó phát huy vai trò kết nối của các trường cao đẳng, thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, tại vùng miền núi ở tỉnh Ninh Thuận, những năm trước tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số khá phổ biến. Để xóa bỏ tập tục này, cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền và đề ra nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này. Xác định ngăn chặn tảo hôn phải bắt đầu từ nhà trường, nơi cung cấp cho các em kiến thức về luật pháp và kỹ năng sống. Cách làm này của xã Lâm Sơn đã giúp địa phương ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những câu chuyện người thật, việc thật, những hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây là cách mà giáo viên trường trung học cơ sở Lê Lợi ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn lồng ghép trong tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh. Không khô khan lý thuyết, thay vào đó giáo viên cho học sinh xem phóng sự về những câu chuyện thật, người thật, việc thật, những hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Sự tương tác, trao đổi trực tiếp với giáo viên đã in sâu vào suy nghĩ của học sinh. Khi học sinh được tiếp cận giáo dục các kiến thức, kỹ năng phòng chống tảo hôn, thì nội dung này không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà trường mà đã có sự lan tỏa đến từng gia đình, đến cả cộng đồng. Khi tôi gặp phụ huynh thì phụ huynh đã cũng có nhắc đến rằng là học sinh đi về đã nói đến vấn đề tảo hôn là như thế nào, nam và nữ chưa đủ 18 tuổi thì không thể kết hôn được, và những hậu quả của hôn nhân cận huyết thống rất là đáng sợ, dẫn đến là họ nhận thức ra được rất là rõ về cái hậu quả cũng như nguyên nhân và sẽ không có vi phạm. Phân loại các nhóm đối tượng để tiếp cận, can thiệp sớm cũng là giải pháp ngăn chặn vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiệu quả. Trong đó, nhóm trẻ trong độ tuổi vị thành niên nghỉ học sớm là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao nhất. Do đó, các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở bám các đối tượng này để tuyên truyền, vận động, ngăn chặn ngay từ đầu. Phụ nữ cũng tập trung tuyên truyền với những hộ gia đình đó bằng biện pháp là tới từng hộ gia đình và gặp gỡ từng hộ gia đình để trao đổi và tuyên truyền đến các luật về hôn nhân gia đình, nạn tảo hôn, để những cái gia đình đó để có xóa bỏ những cái phong tục lạc hậu đó. Lấy môi trường học làm nền tảng cơ bản, kết hợp công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng ở địa bàn dân cư đã giúp xã Lâm Sơn ngăn chặn hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, xã Lâm Sơn không có trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tập trung đưa tiêu chí môi trường không khói thuốc lá vào chương trình xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, khu dân cư, cũng như đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến công tác phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa. Đồng thời, Ninh Thuận sẽ tích cực xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc lá, đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, cũng như nội dung cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dòng rải rác, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng của anh ta. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Thưa quý vị và các bạn, hết lòng cho việc làng, việc xã, tuyên truyền vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Mọi người thường nghĩ rằng thủ lĩnh của các phong trào này là nam giới. Thế nhưng ai nấy đều bất ngờ khi người dẫn dắt làm thay đổi cuộc sống của người dân thôn Gòn Hai, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn là bà Đam Mê Ca Thai. Với sự năng nổ, nhiệt huyết, luôn trăn trở về sự phát triển của quê hương, bà Đam Mê Ca Thai, trưởng ban quản lý thôn Gòn Hai, đã trở thành điểm tựa của người dân trong thôn. Trước đây, tuyến đường vào vùng lõi vườn trái cây khu vực Nam Sakai rất nhỏ. Muốn mở đường phải vận động các hộ dân hiến đất. Đây là việc làm không dễ ở thời buổi tất đất tất vàng. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và lý lẽ thuyết phục, bà Đam Mê Ca Thai đã vận động 39 hộ dân hiến hơn 3.000 mét vuông đất để mở đường. Tuyến đường mở rộng, việc giao thương hàng hóa thuận tiện và vùng trái cây Nam Sakai được quy hoạch thành vùng du lịch sinh thái vườn, thu hút rất đông du khách và đời sống của người dân cũng được nâng lên. Thế nhưng, kinh tế phát triển đi kèm với nguy cơ phát sinh mốc an ninh trật tự. Bà Ca Thai đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã Lâm Sơn thành lập tổ xung kích với 26 thành viên để giữ gìn an ninh trật tự. Trước đây thì an ninh trật tự hơi nó cũng nhiều cái, nó cũng quậy phá. Từ khi tới đội thanh niên xung kích tới đây thì vận động, anh em thanh niên thì bữa nay nó cũng giảm đi bớt phần nào. Nhưng ít quậy phá trong làng, thế là an tâm hơn, vui vẻ hơn, lo làm ăn. Cho nên ấy không có lo lắng gì canh đêm nữa. Mặc dù bận rộn công việc nhưng bà Ca Thai vẫn sắp xếp thời gian thăm hỏi từng hộ gia đình trong thôn. Cách làm này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết và còn giúp bà con gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. Những hộ nghèo thường được bà quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất chăn nuôi. Nếu mà mình đi sâu vào bà con, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con, những gì, cho nên mình cũng phải đáp ứng để cho bà con được thỏa lòng, họ được nhận biết rằng để mà vươn lên làm giàu rồi để cho thôn làng được phát triển kinh tế, càng ngày càng tiến lên. 10 năm trên cương vị là thôn trưởng, bà Ca Thai đã để lại những dấu ấn rõ nét. Thôn Gòn Hai đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn chỉ còn 9 hộ nghèo. Tạo dựng niềm tin, dẫn dắt cộng đồng xây dựng cuộc sống mới. Và khi bộ mặt của thôn Gòn Hai ngày càng khởi sắc, cuộc sống người dân từng bước ổn định như đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để bà Ca Thai tiếp tục nỗ lực đóng góp cho quê hương mình. Vừa rồi là một gương sáng của anh ta. Sau đây, biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục Điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Ánh Xuân. Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, kết quả khảo sát vừa được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân công bố cho thấy các doanh nghiệp đang phải trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Hàng loạt kiến nghị đề xuất mang tính cấp bách từ cộng đồng doanh nghiệp cũng đã được đề xuất hướng đến tháo gỡ các nút thắt ngay trước mắt nhằm củng cố niềm tin và gia tăng nội lực để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nhiều thách thức hiện nay. Báo Nhân dân có bài viết giúp doanh nghiệp vượt khó khăn. Bài báo cho biết 4 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước IIP giảm 1,8% so với cùng kỳ tăng 7,8%. Hoạt động thương mại đầu tư quốc tế tăng trưởng chậm khiến tổng cầu giảm sút, nhu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn giảm mạnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương nghiên cứu cho áp dụng kéo dài thời hạn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn Covid-19, bao gồm việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2025 thay vì chỉ hết năm 2023. Đẩy nhanh việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, tránh kéo dài như hiện nay. Điều thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu về mức 5 đến 10% để tạo sức cạnh tranh với doanh nghiệp các nước khác. Đồng thời chính phủ nghiên cứu gói tín dụng ưu đãi cho các ngành lĩnh vực sản xuất chủ lực, trong đó có những khoản mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không siết tín dụng với các nhóm bất động sản liên quan đến xây nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, hạ tầng sản xuất, xem xét giảm mạnh lãi suất vay cho thuê, mua nhà ở xã hội. Cũng liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, báo Đại Đoàn Kết có bài viết sớm khai thông hoàn thuế cho doanh nghiệp. Theo ước tính của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, lượng thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp Sử dụng gỗ rừng trồng chưa được hoàn tính đến nay đã lên tới con số 2.000 tỷ đồng. Còn theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, số thuế giá trị gia tăng của ngành sắn chưa được hoàn khoảng 1.000 tỷ đồng và có thể là cao hơn nữa trong thời gian tới nếu không được tháo gỡ chính sách liên quan đến hoàn thuế. Nếu tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục kéo dài, nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa. Để đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế khẩn trương có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, được quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế. Báo Hà Nội mới có bài viết hoạt động nghiên cứu khoa học khác nguồn nhân lực. Hai trong số các trụ cột quan trọng đóng góp chính cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng là thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và nguồn lực con người. Chính vì vậy, nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trình độ cao ở các trường đại học là hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Để phát huy nguồn lực giáo dục đại học phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mai Thanh Phong kiến nghị cần có chính sách tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ, bao gồm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo hướng có trọng điểm và dài hạn cho lĩnh vực ưu tiên. Kinh phí cần được cung cấp đúng thời điểm để bảo đảm tính mới và hiệu quả của đề tài. Trong đó cần có cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, mở rộng phạm vi và khuôn khổ tài trợ của mô hình quỹ khoa học công nghệ với cơ chế thông thoáng. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Chuyên mục Điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham quan sắc tứ Kim Sơn Tự ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Ánh Xuân và Quốc Hưng thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.